giờ bác vào năm miền chơi quê hương rộn vang tiếng ca. Các tổ chức xã hội thuộc khối trung ương, kính thưa quý vị đại biểu đại diện cho chính quyền huyện Hưng Hà và Ủy ban nhân dân xã Đoan Hùng, tỉnh Thái Bình. Là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy của sự phát triển kinh tế Việt Nam, không nói riêng, di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc. Cho các thanh đồng ở Đà Ban đã nhận được những bằng chứng nhận ghi nhận công lao của toàn thể nhân dân đã đem lại văn hóa Việt Nam phát triển. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Cảm ơn các ông bà. Phép yên bảo đảm quý sơn.